Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi bản tin cà phê ngày mới và vừa rồi là những tách cà phê nóng với những thông tin đáng chú ý. Và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông cũng như an ninh trật tự xã hội. Ở Nghệ An thì một vụ cháy chợ đã khiến hàng trăm tiểu thương đã rơi vào cảnh hoảng loạn. Và ở Quảng Nam, thông tin thêm về vụ việc tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn khiến cho 3 người tử vong và 13 người bị thương thì tài xế đã chính thức bị tạm giữ. Ở tại Đà Nẵng thì đã khởi tố một nhóm người hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, và ở Khánh Hòa thì đã xác minh được vụ tài xế bị hành hung ở tại thành phố biển Nha Trang. Tất cả những thông tin này sẽ có trong cụm tin sau đây của chúng tôi. Mới đây, công an phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đơn trình báo của đại diện nhà xe Bình Minh Bus thành phố Hồ Chí Minh về việc tài xế bị đánh vì nữ hành khách đòi đi vệ sinh không được. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 16 tháng 2, xe Bình Minh Bus thành phố Hồ Chí Minh khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Khánh Hòa. Khi đang đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có một nữ hành khách đòi đi vệ sinh nhưng tài xế không đồng ý vì đang trên cao tốc. Khi đến Nha Trang rạng sáng ngày 17 tháng 2, xe chở khách ở đường Tố Hữu thì có người đàn ông lao lên xe đánh tài xế. Nhà xe đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên công an phường Phước Hải. Ngày 22 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào tối ngày 19 tháng 2, 3 đối tượng đi trên 2 xe máy đến dừng trước gác chắn tàu lửa tại đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Các đối tượng định vượt rào chắn đường tàu đã bị các nhân viên ngăn lại. Khi tàu đi qua, gác chắn được mở lên để thông xe thì bất ngờ các đối tượng đến gây gổ, hành hung 2 nữ nhân viên. Một người lao vào can ngăn cũng bị các đối tượng vây đánh. Ngày 22 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Anh Tiên, 48 tuổi, trú phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra dấu hiệu vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tài xế Tiên là người điều khiển chiếc xe khách giường nằm của hãng Phương Trang xảy ra va chạm với xe tải đang đậu bên đường, khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương vào rạng sáng ngày 21 tháng 2. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ban đầu tài xế Tiên khai rằng thời điểm xảy ra tai nạn đã thiếu quan sát phía trước nên để xe đâm vào xe tải đang đỗ bên lề đường. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 22 tháng 2, Phòng Cảnh sát Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Yên Thành đã kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ Khe, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chợ có khoảng 400 tiểu thương đang tham gia kinh doanh buôn bán. Theo điều tra ban đầu, đám cháy xuất phát từ một kiosk bán quần áo. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã chỉ đạo huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.